Anh Duy, nghe nói anh đang có hai con iPhone luôn vui tươi. Đúng vậy. Không, bỏ cái tay ra. Cho anh ngộ tí thôi em. Bỏ cái tay. Không, anh cứ nhảy luôn bảo. Không. Luôn vui tươi đúng không? Của em hết nhá. Cả hai máy đều là của em. Đấy, bây giờ em ra em unbox xong em làm cái gì cũng được. Anh giao hết cho em. Cuối cùng hai chiếc máy này đã thuộc về ta. Unbox thôi. Được tặng cả AirPods 3 luôn. Hộp thứ hai. Lên rồi nhá. Hàng real nhá. Không phải là mô hình nhá. Authentic. iPhone 14 Pro Max phiên bản luôn vui tươi 205 triệu. iPhone 14 Pro Max luôn vui tươi phiên bản có kim cương 252 triệu.